vừa mừng các bạn chúng ta đã nắm được những kỹ thuật cơ bản trong cái việc là xử lý lời từ chối, đúng không ạ? Chúng ta đã nắm được những kỹ thuật cơ bản để chúng ta có thể vượt qua những cái lời từ chối khi chúng ta bán hàng, khi chúng ta chốt sale. Và chúc các bạn là chúng ta sẽ có được thật nhiều những khách hàng trong thời gian tới đây. Và những cái câu trả lời của Hoài Nam, hãy nhớ cái cách sử dụng bộ công cụ này là Hoài Nam đang chỉ viết cho các bạn cái bước thứ tư, đó là bước xử lý lời từ chối thôi. Và việc của chúng ta là phải đi qua tuần tự đủ 5 bước: lắng nghe, đồng cảm, làm rõ, cô lập vấn đề và bắt đầu đến bước thứ tư là xử lý từ chối, và đến bước thứ năm là chốt đơn, đúng không ạ? Và khi mà chốt đơn thì hãy đưa ra hai sự mặc định của việc mua hàng: lên đơn 400 CV hay đơn 1000 CV. Và lời khuyên của Hải Nam, nếu chúng ta muốn chốt đơn 400 CV thì chúng ta hãy hỏi là lên đơn 1000 CV hay đơn 400 CV, thì lúc đó khách hàng sẽ mặc định nghĩ là chắc là nhiều người lên đơn 1000, nên là họ sẽ trả lời bằng câu sau của chúng ta. Và nếu chúng ta hỏi là anh chị có mua hàng không, thì cái từ cuối cùng của chúng ta sẽ câu trả lời là câu trả lời của khách hàng, nên khách hàng sẽ nói không. Mà luôn luôn đưa ra hai sự lựa chọn, luôn luôn có hai sự lựa chọn, có hoặc không. Ngay cả việc mà chúng ta áp dụng cái việc xử lý lời từ chối, các bạn cũng có thể áp dụng cái quy trình xử lý lời từ chối này đối với những khách hàng mà khi họ từ chối cái việc tham gia phòng Zoom, khi họ từ chối nghe chúng ta chia sẻ cơ hội kinh doanh, thì các bạn cũng hoàn toàn có thể áp dụng nó với đủ 5 bước như vậy, và với 5 cái kỹ thuật mà chúng ta thuần thục nói, để chúng ta có thể xử lý mọi lời từ chối, bao gồm cả lời từ chối khi chúng ta mời họ vào ngay Zoom, khi chúng ta mời họ lên văn phòng, khi chúng ta mời họ kinh doanh của chúng ta, khi chúng ta mời họ mua hàng, thì các bạn đều có thể áp dụng tất cả những kỹ thuật này. Xin chúc mừng tất cả chúng ta. Xin chào mọi người, mình tên là Kim Liên, mình hiện tại đang là nhà phân phối của em Hằng Phạm. Mình cảm thấy là buổi học hôm nay vô cùng là tuyệt vời, mình nhận được rất là nhiều giá trị, là những cái kỹ năng mà xử lý sự từ chối của khách hàng. Đó. Và ha, tâm thế đầu tiên là cái tâm thế thái độ của mình, cái thứ hai là hóa giải lời từ chối, và cái thứ ba là các lời từ chối thường gặp. Mình nhận được là mình rút ra được nhiều cái bài học khi mà mình đi đến gặp khách hàng, và mình cảm thấy là mình rất là nhiều thiếu sót cần phải học hỏi và trau dồi thêm. Mình sẽ là cố gắng trong cái thời gian tới, mình sẽ cố gắng thật nhiều để học hỏi mọi người. Xin cảm ơn. Em xin chào chị Hoài Lam với cả toàn thể cô bác, quý vị, anh chị em đã có mặt trong buổi Zoom buổi sáng ngày hôm nay. Và thì em chung là đã cảm động chị Hoài Lam từ thời gian là vào năm trước rồi, nhưng mà hôm nay em mới lại có cơ hội để chia sẻ lại cảm xúc mình với chị. Mà đến ngày hôm nay thì em cũng đã tự tin hơn đến cái ngày mà em gặp chị lần đầu ấy, nhưng mà em đã tự tin hơn. Đó thì em cũng đã học về những cái câu hỏi xử lý sự từ chối của chị qua sách vở thôi, tôi chưa được nghe chị giảng dạy như hôm nay. Thì hôm nay thì em thấy là em như kiểu em có thêm một cái cuốn sách cho thêm mình ấy, để khi mình chia sẻ mình cảm thấy là mình sẽ tự tin hơn này. Đó thì tối hôm qua em cũng mới chia sẻ với cả một chị khách ở trong Bình Phước rồi ạ. Đó là chị đang bị bệnh tiểu đường, thì em cũng có bảo là em khẳng định một câu là chị sử dụng sản phẩm của bên em ấy thì chắc chắn là sẽ có kết quả, nhưng mà vấn đề là thời gian, vì tuổi của chị cũng đã là tuổi cao rồi. Và em lấy ví dụ là bây giờ chị sử dụng một cái cây nhá, khi mà nó còn nhỏ ấy, thì chăm sóc này, chị nó có bị làm sao này, chị xử lý rất chính là nhanh, rồi đến khi nó càng ngày rồi, nó càng ngày nó càng bị lão hóa rồi, thì khi đó mình sẽ chăm sóc và xử lý sẽ lâu hơn, và mình xử lý gọi là từ đầu đến gốc. Đó thì chị cũng bảo là chị cũng cảm thấy như thế. Thế nên là cái buổi chia sẻ của em tối hôm qua nó rất chi là thành công. Thì tối nay là sẽ có kết quả là chị có quyết định lên đơn hàng đúng hay không. Đó thì cũng là hôm nay nữa thì em lại cảm thấy mình càng tự tin hơn nữa khi đi chia sẻ với cả nhiều người hơn nữa. Đó thì em xin rất biết ơn chị Hải Lam, và em xin cảm ơn chị Hải Lam ạ. Em xin cảm ơn. Cảm ơn em. Và lần trước em có nhắn tin cho chị hỏi. Dạ vâng ạ. Thì em, bản thân em cũng vô cùng là biết ơn khi đã có một đội nhóm rất là tuyệt vời này, và có những anh chị có thể sẵn sàng mà có thể chia sẻ cho mình những cái kiến thức mà anh chị đúc kết rất rất là nhiều năm, và không như môi trường khác là mình phải tự tìm mày mò, tự đi tìm cho con đường của mình. Nhưng khi vào với Genet thì đúng như là khẩu hiệu của công ty là One Team, One Family và One Genet. Và càng ngày thì em càng nhận được rất là nhiều giá trị từ đây. Và em xin rất rất là biết ơn chị Hoài Nam, anh Huy và toàn thể ekip trong phòng của Diamond Team của chúng ta đã tạo ra một cái gia đình Diamond Team rất là tuyệt vời này. Chúng ta đã có những anh chị,
những vị chủ giảng phải phải nói là những người bố, người mẹ thứ hai ấy, để có thể chỉ dẫn cho mình những cái bước đi của cuộc đời. Dạ vâng, vậy thì cái buổi Zoom của chúng ta cũng khá là muộn rồi, thì em xin vui lòng và kết thúc phòng Zoom ở đây. Và em rất mong muốn là chúng ta sẽ có rất là nhiều buổi, những buổi đào tạo vô cùng là giá trị như thế này. Dạ vâng, em xin cảm ơn tất cả các anh chị em và cảm ơn chị Hoài Lam ạ. Dạ, hôm nay không xúc động quá mà chảy nước mắt à? Không, làm nhiều kiến thức nó chỉ là kiến thức, và tất cả những gì Hoài Nam giảng ngày hôm nay nó vẫn thuộc về Hoài Nam cho đến khi và nó chỉ trở thành tài sản của anh chị khi mà các anh chị dùng nó, áp dụng nó, biến nó trở thành của mình, thì những cái bài giảng của Hoài Nam nó mới trở nên có giá trị. Và các bạn thấy rằng khi mà đúng như cái trong cái phần mà Hoài, nếu các bạn nào đang làm trong đội ekip chủ giảng thì chúng ta có thấy rằng khi mà Hoài Nam có dạy các bạn một cái việc mà khi chúng ta đưa lên các bài giảng hỗ trợ cho hệ thống, và khi chúng ta quyết định mà chia sẻ một kiến thức kỹ năng nào thì chúng ta luôn luôn phải hỏi xem họ đang gặp vấn đề gì. Và chúng ta thấy đây Hoài Nam cũng đang bán hàng nha. Nếu nhìn ở góc độ nào đó thì các bạn cũng thấy rằng Hoài Nam đang bán giá trị của mình cho hệ thống bằng cái việc là mình đi tìm ra cái nỗi đau, cái vấn đề của thị trường đang gặp phải là gì. Thì các bạn ở trong cái khoảng khắc này, ở trong cái lĩnh vực này, khi Hoài Nam bước chân lên đào tạo cho các bạn thì Hoài Nam cũng đang tìm xem nỗi đau của các bạn là gì. Đó chính là lý do vì sao thì những cái bài giảng của Hoài Nam thường nó khá là sâu sắc và nó đúng là những gì các bạn đang gặp phải trong cái hành trình, trong cái bước đi của mình. Và đấy chính là bí quyết để chúng ta sẽ có thể bán được hàng và bán được rất nhiều thứ. Ngày hôm nay chúng Hoài Nam đang bán cái kiến thức, cái kỹ năng của mình, và hãy áp dụng cái cách Hoài Nam xây dựng các bài giảng cho các bạn. Thì mỗi một bài giảng thì các bạn đều thấy rằng các bạn có thể áp dụng được và thấy nó giá trị, là bởi vì Hoài Nam biết chính xác các bạn đang gặp vấn đề gì. Và chúng ta hãy áp dụng nó vào cái việc mà chúng ta bán hàng cũng vậy. Bán hàng, khi mà chúng ta hiểu rõ cái chân dung khách hàng của mình, khi mà chúng ta hiểu rõ họ đang gặp vấn đề gì, thì chúng ta sẽ giúp cho họ giải quyết cái vấn đề của họ. Bán hàng là đưa khách hàng đi từ nỗi đau đến sự sung sướng, và giúp cho họ giải quyết được vấn đề cho họ, giúp cho họ đi được từ điểm A đến điểm B. Và ngày hôm nay thì Hoài Nam mong muốn các bạn sẽ biến những cái kiến thức này trở thành hành động. Và hãy nhớ, chúng ta không chỉ học cái kỹ năng xử lý lời từ chối, mà các bạn còn cần phải học nữa là cái cách mà Hoài Nam xây dựng cái kịch bản, cái cách mà Hoài Nam lên các nội dung đào tạo cho các bạn. Bởi vì trước sau gì tất cả chúng ta đều sẽ trở thành những người chủ giảng. Trước sau gì tất cả chúng ta đều phải tự mình đứng lên để đào tạo cho đội nhóm, cho hệ thống của mình. Vậy thì chúng ta cần phải biết lắng nghe và nhìn xem trong hệ thống của mình, tại thời điểm này họ đang gặp những khó khăn gì, những cái điều gì khiến cho họ đang gặp phải rào cản và khiến cho họ chưa thành công, thì chúng ta hãy giúp cho họ được có những cái thứ đó. Và hy vọng rằng các bạn hãy xoay trục và nhận được nhiều giá trị hơn từ mỗi cái bài giảng mà các chủ giảng đưa đến cho chúng ta. Nó không chỉ đơn giản là kiến thức, mà nó ngoài kiến thức thì nó còn có rất nhiều những cái kỹ năng được đan xen trong đó. Và hãy nhớ, hãy luôn luôn áp dụng cái quy trình, bởi vì chỉ có chúng ta nhân bản được quy trình, chúng ta sở hữu quy trình là chúng ta sở hữu tài sản. Và với kỹ năng xử lý lời từ chối cũng vậy, mọi thứ nó là quy trình. Và hãy nhớ, ngày hôm nay chúng ta phải thuần thục và phải nhớ làm lòng 5 bước để xử lý lời từ chối. Bước 1 là lắng nghe, bước 2 đồng cảm, bước 3 làm rõ cô lập vấn đề, bước 4 xử lý lời từ chối. Và trong bước 4 xử lý lời từ chối thì có 5 kỹ thuật để hóa giải lời từ chối. Và bước 5 là chốt đơn, chúng ta phải hiểu rõ và thuần thục cái đó. Còn tất cả những cái câu mà Hoài Nam hướng dẫn các bạn xử lý từ chối, sau này các bạn sẽ hoàn toàn có thể chủ động xử lý bất kỳ lời từ chối nào, khi bạn chỉ cần nắm thuần thục 5 bước xử lý lời từ chối và 5 kỹ thuật hóa giải lời từ chối, là chúng ta có thể vượt qua bất kỳ lời từ chối nào. Và chúc các bạn sẽ áp dụng nó thành công và biến nó trở thành tài sản của các bạn, biến nó trở thành kiến thức của các bạn. Xin cảm ơn.